Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp để nhanh chóng hốt một căn nhà đại hạ giá hẻm xe hơi mà có 2 tỷ mà thôi. Căn nhà có diện tích 5,5m nhân 3,5m sổ hồng riêng, diện tích công nhận trên sổ 17m2 và thực tế hẻm đang là xe hơi 4m ngay đường Hot Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, giáp với lại quận Bình Thạnh và tiện đi về Phú Nhuận, ra sân bay cũng gần. Gần ngã ba Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng, đi bất cứ hướng nào Sài Gòn, Thủ Đức đều không kẹt xe. Nhà hẻm thông thoáng như hình và giá gia chủ đang rao là chỉ có đang đại hạ giá do kẹt tiền quá rồi, nó là chỉ còn có 2 tỷ mà thôi. Trước đây gia chủ đang rao là 2,2 tỷ. Nhà hướng đông bắc tây tứ trạch, hẻm xe hơi đầu cửa Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đang là trong hình nhà, cũng nhà cũ cũng tiện sửa mới, và trong một cái diện tích mà công nhận 18m2, hẻm xe hơi giá này thì cũng khá là ok cho một căn nhà giáp ranh một con gà gáy ba quận đều nghe, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Mời quý vị tiếp tục xem phim và cũng đừng quên đăng ký kênh Bán Nhà Gò Vấp của Bất Động Sản Đồng Vũ để xem thêm nhiều sản phẩm khác trong danh sách phát nhà dưới 2 tỷ. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt quý vị. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, may mắn trong mùa Covid. Và mời quý vị tiếp tục xem đoạn cuối bộ phim. Quý vị và anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp để xem thêm những sản phẩm khác trong danh sách phát nhà dưới cái giá khung giá đó, và với video đính kèm của trong danh sách phát của các cái sau bài viết thì anh chị cũng sẽ rõ. Và đừng ngại bấm chuông để nhận thông báo được cập nhật liên tục các căn nhà tại Gò Vấp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị.